Rồi. Mì mà đặt chỉ nữa nha, thật sự ăn mì mà phải chỉ đúng không? Có nha các bạn, có một số bạn mình đi gặp khách á, vô tình mình thấy một số bạn ăn những cái đồ nước, ví dụ như ăn phở, ăn mì mới ăn vậy nè, vậy nè. Rồi hít hít hà hà. Ok, nói chung ăn mì mà không hít không hà thì nó không ngon. Nhưng mà thật sự có những lúc mình đi với khách á, mình đi gặp khách á, mình ăn vậy rất là kỳ. Cho nên hôm nay mình sẽ nghĩ là mình sẽ chỉ theo cách ăn mì của mình nha. Thường thường khi mình ăn mì hoặc ăn một cái món đồ nước nào đó thì mình sẽ có một cái muỗng và mình có một cái đũa đúng không, chắc chắn. Thì mình sẽ lấy cái đồ ăn của mình bỏ vô trong này nè. Đó, mình bỏ vô trong này. Bạn hình dung không? Mình sẽ bỏ vô trong cái muỗng này nè. Xong mình sẽ lấy nước này mình ăn. Thì việc đầu tiên mình sẽ đưa lên miệng của mình đúng không? Mình đưa lên miệng của mình nè. Thì nó sẽ không nghe tiếng kêu. Còn có một số bạn cứ ăn vậy. Rồi, nó rất là ngon. Nhưng mà nó chỉ ngon ở nhà thôi. Còn khi mình đi học khách á, không thể nào cái gì. Kỳ quá đúng không? Cho nên mình ăn mì phải điệu đà lên, mình ăn mì phải nhẹ nhàng hơn đó. Mình lấy mì bỏ vô, ví dụ có rau có topping gì đó mình vẫn ngồi nói chuyện. Dạ, mì gói là chân ái nha, mì gói là món ngon nhất, mời cả nhà cùng ăn mì nha. Mình ăn xong hết rồi mình nói chuyện nha, nhẹ nhẹ thôi được chưa? Ai đâu mà ăn mì cái vậy nè, trời ơi sao mà gặp khách kỳ lắm luôn á. Cho nên người ta nói học ăn học nói là đúng, học ăn trước đó. Mình không ám chỉ ai hết, nhưng mà vô tình mình đi một lần, một số lần á, mình đi với lại khách á, thì trong khách thì sẽ có những bạn khách đi cùng với khách. Các bạn ăn trời ơi mình thấy ngại luôn á, tức là mấy món đồ nước á. Cho nên đôi khi trong cuộc sống nó có những cái là cần phải học nha mọi người. Tại vì mình không học á, người ta tưởng đâu kỳ. Văn hóa giao tiếp mà đi ăn với khách cũng là một trong những văn hóa mà kinh doanh, mà nếu chúng ta không học cái này là chúng ta sẽ không có gọi là ghi được điểm thôi, chứ thật ra chắc mất điểm đâu. Nói chung ăn mì, còn mọi người nói ăn sao cho tự nhiên nhất, thoải mái nhất, đúng, cái đó không sai. Nhưng mà chúng ta ở nhà thôi, tùy vào môi trường, có những môi trường chúng ta phải học ăn nha mọi người, không phải lúc nào ăn mì cũng vậy đâu. Cho nên mình ăn điệu đà, thanh cao, nhẹ nhàng. Mời mọi người, rất là ngon, nhẹ nhàng. Cảm ơn mọi người nha. Mình là Simon Tứ, chia sẻ clip hậu trường mình nghe giảng chế cưới. Đang ăn chưa hết bà nói này, kỳ quá.